chào tất cả các bạn, mình Linh Linh đây. Và chúng ta lại gặp nhau trong video clip tiếp theo rồi đúng không nào? Tất cả những video clip trước Linh Linh đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều vấn đề rồi. Nhưng mà nếu như tất cả các vấn đề đó và chốt lại đến khi mà mình chốt sale cho khách hàng, mình cũng không chốt được á, thì đều vứt đi đúng không nào? Bạn có bao nhiêu khách hàng tiềm năng trong cuộc đời này, bạn có bao nhiêu khách hàng tiềm năng đi nữa mà bạn không chốt được họ, thì cuối cùng bạn cũng không ra kết quả. Bạn có thiết lập mục tiêu như thế nào, bạn có hành động như thế nào, nhưng mà bạn không chốt được khách hàng của mình thì nó cũng là không ra kết quả. Vậy thì cái phần cuối cùng, cái phần chốt sale để đưa sản phẩm tới tay khách hàng, nó là một phần cực kỳ quan trọng đúng không ạ? Vậy thì hôm nay Linh Linh ngồi đây để chia sẻ với tất cả các bạn những vấn đề đó. Với kinh nghiệm 5 năm chốt sale của Linh Linh, và chốt sale được gọi là bậc thầy chốt sale của Linh Linh, thì chắc chắn luôn 100% Linh sẽ giúp các bạn giải quyết được vấn đề này. Thực sự mà nói luôn nha, Linh từng chốt rất là nhiều, từ mỹ phẩm cho tới thực phẩm chức năng, cho tới cả ngay những cái sản phẩm khó tính nhất cho những người đàn ông thành đạt, đó là thuốc cai thuốc lá, thì Linh vẫn làm được. Vậy không có lý do gì mà chúng ta không thể cùng nhau giải quyết cái bài toán đó đúng không nào? Và cho vẫn như là mọi lần thôi, Linh muốn các bạn biết về mình một xíu nha. Mình tên là Nguyễn Linh Linh và hiện tại mình đang là CEO của Dandy Cosmetics và cũng là người sáng lập ra hai thương hiệu Laudat Skin và L Skin White. Nên sau này trên thị trường nếu như nhìn thấy sản phẩm đó, hãy nghĩ ngay tới đây là sản phẩm của Linh Linh nha. Và không để các bạn chờ lâu nữa, thực sự không để các bạn chờ lâu, mình sẽ bắt đầu vào cái phần chia sẻ với tất cả các bạn. Và hy vọng luôn đây sẽ là một trong những điều giúp ích cho bạn và tuyệt chiêu cho bạn chốt sale nhé. Và bắt đầu bước vào chốt sale thì các bạn sẽ cần phải gì ạ? Rất là nhiều bạn, các bạn không bao giờ chuẩn bị một kịch bản. Đó chính là bước 0 đấy ạ. Bước nào các bạn có thể ghi ra giấy, hoặc là coi xong ghi đi ghi lại và nốt ra giấy cũng được nhá. Bước 0 đầu tiên đó chính là bước chuẩn bị. Có rất nhiều người họ không bao giờ họ chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì ạ? Chuẩn bị kịch bản, chuẩn bị tâm lý khi chốt sale. Họ không bao giờ, và đến khi nhảy vào chốt, họ không có bất kỳ một cái gì để làm. Kịch bản ở đây đó chính là gì? Đó chính là kiến thức, kỹ năng của các bạn trong việc chốt sale. Bạn phải thấu hiểu được khách hàng của mình là ai, khách hàng của mình như thế nào, khách hàng của mình ở độ tuổi như thế nào. Vậy khi mà bước vào trong chốt sale, nếu như chốt ở điện thoại thì bạn hãy nghe giọng nói của họ để đoán được tuổi tác của họ. Và luôn luôn là như vậy, các bạn hãy luôn luôn chuẩn bị một cái tâm lý để mình nắm bắt khách hàng của mình một cách tốt nhất nhé. Còn nếu như mà bạn chốt qua điện thoại thì sẽ như thế nào ạ? Bạn cũng phải tìm hiểu một lần khách hàng của mình trước khi bước vào công cuộc chốt sale. Và cái bước chuẩn bị chốt sale là cái bước cực kỳ quan trọng. Bạn phải tìm ra được nỗi vấn đề của khách hàng và nỗi đau của khách hàng. Thế vấn đề của khách hàng trong việc giảm cân thì là như thế nào ạ? Cân nặng của họ quá khổ đúng không nào? Cân nặng của họ cố khổ này, người họ to ục ịch và họ không thể tập thể dục thể thao, cơ thể của họ không thể nào khỏe mạnh đúng không? Và nỗi đau của họ là gì? Nỗi đau của họ là họ mặc cảm, tự ti với tất cả mọi người ở trên đời này. Họ luôn luôn cảm thấy mình xấu xí, xồ xề. Họ luôn luôn cảm thấy là họ sợ chồng của mình sẽ đi với người khác. Họ luôn luôn sợ chồng của mình ngoại tình. Họ luôn là như vậy. Họ sợ họ không đẹp bằng cái con hàng xóm. Họ sợ họ không đẹp bằng cái con họ ghét. Đấy, chính vì tất cả những thứ đó nó hình thành nỗi đau cho người ta. Và bạn phải tìm được vấn đề và nỗi đau để mình có thể đồng cảm được với khách hàng. Vậy thì bước 0 đó chính là bước chuẩn bị. Thêm một ví dụ nữa nha, đó chính là về mỹ phẩm đi ạ. Vậy thì mỹ phẩm khi mà bạn bán sản phẩm cho da mặt thì sẽ như thế nào ạ? Tất cả những vấn đề của khách hàng đó là mụn, nám, tàn nhang, lỗ chân lông to, thâm, sạm, đúng không nào? Và tất cả những nỗi đau của khách hàng là gì ạ? Khi mà bị mụn, nám, tàn nhang như vậy, họ luôn luôn cảm thấy không mặc, giống như không tự tin nè. Họ không tự tin và đi đến đâu họ cũng phải bịt khẩu trang lại. Họ không tự tin với một cái làn da của mình nè. Và tiếp theo là da mặt của họ thì sẽ như nào? Họ trang điểm lên sẽ không xinh đẹp, căng bóng như là những em diễn viên Hàn Quốc kia đúng không nào? Và tiếp theo là như thế nào nào? Họ luôn luôn khi mà họ như vậy, họ cảm giác mình xấu xí và trong một cái tâm trạng luôn luôn thu mình xấu xí đề phòng. Và họ luôn luôn sợ là chồng của mình sẽ đi với người này người kia. Và cao hơn là nỗi đau của họ là gì? Có những người vì xấu quá mà chồng của mình đã đi ngoại tình luôn rồi đấy các bạn biết không ạ? Chồng của mình đã đi bóc bánh trả tiền luôn rồi đấy các bạn biết không ạ? Vậy thì đó chính là nỗi đau của họ. Vậy thì mình phải như thế nào? Mình phải tìm ra được tất cả những nỗi đau đó để khi mà mình bước vào công cuộc chốt sale của mình thì mình giải quyết cái nỗi đau cho khách hàng. Và bán hàng đó chính là giải quyết cái nỗi đau cho khách hàng. Thì khi mà bạn giải quyết được vấn đề và nỗi đau là chắc chắn 100% bạn chốt được đơn hàng thôi nào. Vậy bước 0 chính là bước chuẩn bị. Hãy lên kịch bản cho mình và hãy xây dựng, hãy tìm kiếm tất cả những điều đó đi nhá. Đúng không? Và bước số 1 nhá.
Bước số 1 là bước vào công cuộc nè, bước vào công cuộc chốt sale nha. Đây là một phần cực kỳ quan trọng, bởi vì nếu như bạn gây được thiện cảm cho khách hàng, bạn mới chốt được sale. Nếu như bạn không gây được thiện cảm cho khách hàng, như Linh Linh đã nói trong video clip trước, 7 giây đầu tiên khiến cho người ta có thiện cảm với mình hay không, 7 giây đầu tiên khiến cho cuộc gọi điện thoại đó có giống như thành công được hay không, 7 giây đó cực kỳ quan trọng. Vậy thì bước vào cái đầu tiên luôn là bạn phải như thế nào ạ? Bạn phải chào hỏi và tạo sự thân thiện. Vâng, em chào chị ạ. Em là người phụ trách, nghe nha, không phải em là nhân viên bán hàng, em là gì gì đó. Nếu như mà bạn nhắn tin qua điện, nhắn tin hay là bạn gọi điện thoại đều vậy. Em là người phụ trách về vấn đề của khách hàng, và em là người phụ trách về việc giúp cho khách hàng giải pháp, đưa ra giải pháp cho khách hàng và chăm sóc. Và em là người phụ trách về cái này, phụ trách về cái kia. Bạn hiểu không ạ? Và khi mà bạn nói như vậy, khách hàng sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Chứ không phải là em là nhân viên tư vấn bất động sản, em là người phụ trách về tư vấn bất động sản cho chị, đúng không? Và các bạn luôn, em là người phụ trách về tư vấn mỹ phẩm chăm sóc da này cho chị, em là người phụ trách về giảm tư vấn về sản phẩm giảm cân cho chị, đúng không nào? Vậy thì các bạn hãy, cái đầu tiên các bạn hãy làm là như vậy nha. Và tiếp theo nữa nè, là sau khi mà bạn chào hỏi như vậy, đúng không, thì ngay trong cái phần chào hỏi tạo thiện cảm như vậy là chị đang gặp vấn đề gì, thì chưa đến cái phần đó thì bạn đã phải nói ngay trong cái đầu tiên. Người ta bảo là chào em, chị muốn tư vấn về cái này, vậy ngay cái đầu tiên luôn là bạn phải nêu bật lên được tính năng của sản phẩm rồi. Ví dụ như là bên Liên là sản phẩm ủ trắng mặt kén tăm, đúng không nào? Vậy em chào chị ạ, có phải chị đang tư vấn về sản phẩm ủ trắng da mặt kén tăm bên em đúng không ạ? Chị đang muốn tư vấn về sản phẩm ủ trắng mặt kén tăm bên em đúng không ạ? Đấy, các bạn hiểu không? Vậy thì ngay lúc đầu tiên luôn là mình đã phải NLP, phải ghim vào trong đầu khách hàng luôn là cái chức năng của cái sản phẩm, cái tính năng của sản phẩm nó như thế nào rồi. Và người ta ngay câu đầu tiên người ta đã nhớ đấy là ủ trắng mặt rồi đấy, đúng không? Ví dụ như có phải là bây giờ chị đang chào chị, có phải chị muốn tư vấn về cái sản phẩm là giảm cân, dọn dáng đẹp da của bên em đúng không ạ? Các bạn hiểu không nào? Chào chị, có phải là chị đang muốn tư vấn về cái trà uống trắng da bên em đúng không ạ? Chứ không phải là chào chị, có phải là chị đang muốn tư vấn về ủ kén tăm không ạ? Chào chị có phải chị đang muốn về tư vấn về giảm cân không ạ? Chào chị có đang muốn tư vấn về cái nước uống trắng da bên em không ạ? Hiểu không nào? Vậy các bạn ngay từ đầu tiên các bạn phải đánh bật luôn được cái đó rồi. Thì cái đó là điểm cộng đầu tiên cho bạn để quá trình hình thành chốt sale cho bạn cực kỳ siêu nha. Cái tiếp theo là cái thứ hai nha, khi mà bạn bước xong được cái phần đó thì bắt đầu đến cái phần này, bạn phải quan tâm và hỏi được vấn đề của khách hàng. Bước số 2 đó chính là quan tâm và hỏi được vấn đề của khách hàng. Khi mà bước 1 bạn đã chào hỏi và tạo thiện cảm rồi đúng không, thì bước thứ 2 bạn phải hỏi khách hàng: chị ơi, trước tới giờ mình đã dùng sản phẩm nào chưa và kết quả chị như thế nào ạ? Thì chắc chắn là khi mà người ta không có kết quả, người ta mới tìm đến bạn rồi đúng không nào? Vậy chắc chắn là ví dụ như là dưỡng da đúng không, ừ em ơi chị cũng xài những sản phẩm khác rồi, nhưng nha, mà chị cảm thấy nó không hiệu quả, hoặc là chị cảm thấy là thời gian đó nó chỉ như vậy thôi và sau đó thì lại chẳng có cái gì cả. Vậy thì như thế nào? Vậy thì tiếp theo nha, ví dụ như họ bảo là ừ chị cũng xài sản phẩm khác rồi nhưng mà không giảm cân, và bây giờ chị nhảy sang bên sản phẩm bên em, chị muốn giảm cân đúng không? Ồ đấy, hoặc là chị đã xài cái sản phẩm đó rồi nhưng mà chị không tăng cân được, thì bây giờ giống như là vậy. Có nghĩa là họ gặp vấn đề họ mới tìm đến bạn, chứ họ không có vấn đề thì họ đã đi chỗ khác rồi. Chính vì như vậy cho nên mình phải hỏi để cho họ nói ra. Sau khi họ nói ra thì các bạn biết gì không ạ? Vâng ạ, em cũng gặp rất là nhiều khách hàng như chị, nhưng chị yên tâm sản phẩm của bên em sẽ giúp chị như thế này như thế kia. Và sau đó thì như nào? Và sau đó bạn hãy ngay lập tức bạn hãy nói về sản phẩm của mình, hãy nói vâng, vì sản phẩm bên em nha, vì sản phẩm bên em là dòng chăm sóc da chuyên sâu và tất cả mọi tinh chất dưỡng chất đã được hòa quyện trong cái này rồi. Và em biết có rất là nhiều khách hàng như chị đồng cảm với họ, sau đó mới đến phần này là phần giới thiệu luôn, đồng cảm nha. Phần hai là quan tâm và đồng cảm và hỏi vấn đề. Bước thứ ba đó chính là nêu bật lên tất cả những giá trị của sản phẩm. Bạn hãy nhớ rõ luôn nha, bước thứ ba đó chính là nêu bật lên toàn bộ giá trị của sản phẩm. Bước ba, nêu bật lên toàn bộ giá trị của sản phẩm, hãy nhớ chứ nào. Vậy thì lúc này điểm USP của bạn, điểm khác biệt của sản phẩm của bạn là gì, hãy nêu ngay luôn, ngay lập tức. Ví dụ như là sản phẩm bên Lily ha, thì ngay lúc này Lily sẽ nói là vâng chị,
Nếu như mà vậy chị yên tâm khi sử dụng sản phẩm của bên em, vì sản phẩm của bên em hiện tại nó là dòng chăm sóc da chuyên sâu và nó được làm với nhiều mẹ bỉm sữa thì không có thời gian để chăm sóc da, thì tất cả những cái sản phẩm bên em nó được gói gọn vào trong một bước là mình chỉ cần sử dụng ủ kén tằm này thôi thì da của mình nó đã trắng lên rồi, và mỗi một lần như vậy da của mình sẽ bật lên một tông và nó sẽ làm cho da của chị trắng hồng căng mướt mịn. Và chị cứ tin em đi, chị yên tâm vì chị sử dụng cái sản phẩm này. Bạn hiểu không ạ? Thì ngay sau khi đồng cảm, chuyển ngay sang bước 3 luôn. Chuyển ngay sang bước 3 là nêu bật lên tất cả những giá trị mà sản phẩm của bạn mang lại cho khách hàng. Và bạn là người hiểu rõ nhất giá trị của sản phẩm bạn, đúng không nào? Bước 4, đúng không? Và nhảy qua bước 4 nha. Lúc này thì sẽ luôn luôn khách hàng sẽ hỏi về giá. Và lúc này bạn báo giá. Nếu như mà bạn chạy quảng cáo thì trên fanpage, đúng không? Bạn chạy quảng cáo trên fanpage thì bạn hãy luôn luôn báo giá theo trường phái như thế này nè: nâng giá lên cao, tự đao xuống thấp. Nâng giá lên cao, tự đao xuống thấp. Ok chưa? Ví dụ như sản phẩm của bạn bán chỉ 300 thôi, bảo vâng, sản phẩm của bên em là 600.000, nhưng duy nhất hôm qua và hôm nay đang được giảm giá còn 300.000, và chị đang là một trong những người may mắn đó ạ. Hiểu không? Thì bên em chỉ còn duy nhất khoảng tầm 20 suất, đó là tạo sự khan hiếm ngay trong cái phần giá rồi. Còn nếu như mà ở trên Facebook cá nhân, bạn hãy làm như thế này cho Linh Linh này: vâng, sản phẩm của bên em chỉ có 275.000 thôi, nhưng chị biết không, 275.000 sử dụng được 2 tháng chia nhỏ ra để cảm thấy, để khách hàng cảm thấy sản phẩm này hoàn toàn rẻ so với họ, và chắc chắn luôn là họ sẽ mua bởi vì họ cảm thấy rẻ. Và chị tính xem, một ngày chỉ hết 4.000 cho một làn da bóng mượt, và một ngày như vậy chị nghĩ xem, có rất là nhiều khách bên em sau khi xài luôn á, chồng yêu chồng chiều hơn rất là nhiều. Có rất nhiều khách hàng bên em mua 90% quay lại, bạn hiểu không ạ? Vậy thì khi đó mình chia nhỏ cái giá ra thì chắc chắn luôn là khách hàng đã mua rồi. Và sau đó chị nói là em chỉ còn tình trạng hàng của bên em luôn luôn cháy liên tục, luôn luôn cháy liên tục nhá, và chị mua đi chứ không, bên em chỉ còn có vài chai thôi. Ngay trong lúc này hãy sử dụng thủ thuật khan hiếm trong cái phần báo giá như thế này để chốt khách hàng một cách nhanh nhất, đúng không? Và bước số 5 rồi đúng không nhỉ? Bước số 5 đó chính là xử lý từ chối. Sẽ xảy ra hai cái hướng khác nhau. Một, đó chính là khách hàng của bạn rút tiền ra và mua sản phẩm ngay cho bạn. Hai là khách hàng sẽ từ chối bạn và sẽ nói là ừ, để chị suy nghĩ lại. Thì ngay thời điểm này luôn, bạn phải làm như thế nào ạ? Bạn phải show cho khách hàng thấy là có quá nhiều khách hàng như vậy rồi, có quá nhiều khách hàng đã mua cái sản phẩm này. Chị ơi, chị biết không, cái sản phẩm này bên em á, thực sự là chị cứ sử dụng và nếu như không hiệu quả em sẽ hoàn lại tiền cho chị 100%. Phần này đến cái phần 5 đó chính là phần bạn phải cam kết với khách hàng, sau đó show cho khách hàng nhìn thấy gì ạ? Show cho khách hàng nhìn thấy được là đây, chị có biết không, diễn viên Quỳnh Búp Bê, diễn viên Lan Hương, Mi Sói, Mạnh Quyết, tất cả đều sử dụng cái sản phẩm bên em rồi, chị biết không ạ? Và sản phẩm bên em thực sự là được giới nghệ sĩ cực kỳ tin dùng. Vậy thì ngay lúc này, sản phẩm của bạn có thành quả gì, thành tích gì, đạt được cái gì, hãy show hết ra và hãy lôi toàn bộ feedback của khách hàng ra, nhảy vào để tư vấn cho họ. Vậy thì ngay lúc này thêm một lần nữa, khẳng định lòng tin của bạn với khách hàng. Sau đó sẽ xảy ra hai trường phái tiếp theo là sau đó bạn lại chốt được cái đơn hàng này, hoặc là bạn không chốt được, không sao hết. Nếu như mà bạn chưa chốt được nhưng bạn đã ghim vào trong đầu họ về sản phẩm của bạn rồi, và gần như họ liên tục bạn đăng bài trên đường Facebook cá nhân của bạn, đúng không nào, đăng bài trên trang fanpage của bạn, thì chắc chắn luôn 100% là người ta sẽ nhảy vào và người ta mua rồi. Họ không mua bây giờ thôi nhưng chết chắc rồi hôm sau họ sẽ phải mua thôi. Và cái bước đó là bước cuối cùng. Và sau đó nhá, và cái bước 7 là khi mà họ đã ok rồi, bạn hãy xin số điện thoại của họ đi ạ. Hãy xin số điện thoại và hãy xin, có hai cái nha, ai thích chốt trên Facebook cá nhân cũng theo quy trình này, ai thích chốt trên trang fanpage bằng số điện thoại cũng theo quy trình này. Có nghĩa là bạn chốt bằng cái này là bạn chốt bằng mọi lúc, mọi nơi, mọi cách, mọi khách hàng, không cần phải lo bất kỳ một cái gì hết. Và sau đó thì sẽ như thế nào ạ? Khách hàng sẽ cho mình địa chỉ, thì ngay lúc đó thì cho địa chỉ, thì hãy cho địa chỉ thì hãy gửi hàng thôi, thì hãy gửi hàng và cảm ơn khách hàng. Nhưng nhớ nha, sau khi khách hàng hỏi thì hãy quan tâm chăm sóc 3 ngày sau, 5 ngày sau, 1 tuần sau, tùy vào cái mức độ hiệu quả của sản phẩm của bạn mà quay lại và hỏi hàng người ta và chăm sóc người ta nha, chứ không có phải là bán một lúc không đi luôn. Bởi vì giá trị trọn đời mà khách hàng mang lại cho bạn, đó mới là lãi suất của bạn. Bạn hiểu không nào? Họ có thể mua cho một lần, hai lần, như sản phẩm của kém bên Linh cũng vậy. Các bạn, người ta mua một lần, hai lần, 5 lần, 10 lần, có người mua 13 lần. Vậy thì chẳng lẽ
do gì mà bạn không chăm sóc cả, đúng không? Bạn bán bất kỳ một sản phẩm gì, bạn hãy hỏi han, quan tâm chăm sóc họ sau khi họ nhận được hàng. Và nếu như mà có thể thì hãy free ship cho khách hàng. Free ship cũng là một trong những yếu tố giúp cho khách hàng có thêm được cái thiện cảm với mình. Còn nếu như ai đó giàu hơn nữa thì hãy tặng quà cho khách hàng. Tặng quà cũng là một trong những bước bắt bồ vào và làm cho khách hàng của mình chốt nhanh hơn. Và đến cái phần này rồi thì các bạn đã hiểu rồi đúng không ạ? Đã hiểu cái quy trình chốt sale là 7 bước đó. Chắc chắn là bạn đừng bỏ qua bất kỳ một bước nào, từ cái bước mà bạn phải gửi feedback cho khách hàng, từ cái bước mà bạn phải show ra thành quả của khách hàng, từ cái bước tất cả như vậy để củng cố lòng tin cho khách hàng. Và bạn đừng bỏ qua bất kỳ một bước nào. Đừng bỏ qua bất kỳ một bước nào. Và đây, đây chính là cái kinh nghiệm mà Linh Linh đã chốt sale trong vòng 5 năm qua. Và thực sự luôn là tự hào, cảm thấy tự hào vì mình là bóc của một hệ thống nhưng mà mình chốt sale quá là siêu. Cho nên á, tất cả những cái gì hôm nay Linh Linh ngồi đây chia sẻ với các bạn, chắc chắn 100% các bạn đã có những người nhìn thấy luôn là mình thiếu bước nào trong này rồi đúng không nào? Thiếu bước nào hoàn thiện bước đó, nhớ luôn nha. Luôn luôn phải tạo sự thân thiện với khách hàng, luôn luôn phải đồng cảm với khách hàng, luôn luôn phải tìm ra giải pháp và tìm ra vấn đề và nỗi đau của khách hàng và giải quyết cái vấn đề và nỗi đau đó cho khách hàng. Và luôn luôn cho khách hàng nhìn thấy họ lời. Họ lời khi mà họ mua cái món hàng này, họ quá hời luôn rồi. Và sau đó thì như thế nào ạ? Luôn luôn chăm sóc khách hàng. Vậy thì chỉ cần những yếu tố đặc biệt như thế này thôi, chắc chắn 100% luôn, bạn sẽ chốt sale siêu đỉnh. Không phải một mình cho sản phẩm này, bất kỳ một sản phẩm nào, từ khóa học cao cấp cho tất cả mọi thứ luôn, bạn đều chốt được. Khi mà bạn cho làm người ta yêu bạn và khi mà bạn làm cho họ có thiện cảm với bạn thì không có lý do gì mà bạn không chốt được họ, đúng không nào? Và tất cả những gì mà Linh Linh chia sẻ là những điều mà Linh Linh tự trải nghiệm cũng như kinh nghiệm chốt sale 5 năm của mình để hôm nay ngồi đây và chia sẻ với tất cả các bạn. Hy vọng luôn là các bạn sẽ áp dụng cái công thức chốt sale siêu đỉnh này và để đưa vào chốt bất kỳ một sản phẩm nào bạn đang bán nha. Và hy vọng luôn là các bạn sẽ có một doanh thu cực kỳ cao trong mùa Tết này bằng cái việc là không để lọt bất kỳ một khách hàng nào. Nhớ ấn theo dõi cái trang YouTube này để bất kỳ một cái video clip nào Linh Linh đưa lên các bạn cũng đều có thể áp dụng được. Hoặc là vào ngay Facebook Nguyễn Linh Linh, Linh ra đầu tiên luôn đấy ạ. Và các bạn sẽ vào ngay Facebook đó để nhận luôn những cái cuốn ebook do chính tay Liên viết cũng như những video, những tài liệu mà Liên sẽ gửi tặng cho các bạn trong cái thời gian gần đây. Và lúc nào cũng vậy, với Linh Linh là luôn có quà. Và hy vọng là video này sẽ giúp ích cho các bạn trên con đường chốt sale của các bạn nha. Hãy nhớ nào, no sale no money, có nghĩa là không sale thì không có tiền và phải bán hàng mới có tiền. Mà khi bán được hàng rồi thì phải chốt sale được mới có tiền. Các bạn nhớ điều đó cho Liên nhé. Và tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.